Đây là mạch bay của Flycolor. Mình nói là con này để gắn cho con R249 đây. Nguyên siêu ha. Mạch bay khui siêu thử làm sao ha. Đây, mình cũng chưa khui cái này bao giờ. Để hướng dẫn sử dụng bla 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 bla. Ok, nếu bạn nào cần cái nội dung tờ giấy này thì cứ comment ha, mình sẽ chụp hình gửi qua cho các bạn. Nếu mà bạn nào mất tờ giấy này rồi thì có thể nói mình scan gửi qua. Wow, nhỏ xíu luôn. Đây vẫn là F3 nha. B3 SC. Ok, F3. Rồi, nó cũng đơn giản vậy thôi ha. Coi đây còn cái gì hot không. Thì giờ không biết nó có cho cái cạp. Viên ngộ. Chà, cái này mình phải mua cái đầu đực ở đây rồi. Cái đầu đực pin mình mới gắn vào đây được. Trời, nó giấu cái dây ở dưới rồi. Này như nó nhỏ. Phải kiếm cái đầu đực nhỏ giống vậy đưa vào rồi. Rồi. Ok. Được chưa?